cây cao giá trị kinh tế cây cao là loại cây trồng truyền thống mang lại giá trị kinh tế cao quả cao được sử dụng nhiều trong các nghi lễ truyền thống và được xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài như trung quốc đài loan bên cạnh đó thân cây cao còn được dùng để làm vật liệu xây dựng làm hàng rào hoặc làm cổ trụ trong các công trình kiến trúc cổ đặc điểm trồng cây cao thích hợp trồng ở những khu vực có khí hậu nhiệt đới đất đai giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt cây cao ít bị sâu bệnh tuổi thọ cao không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Lợi ích không chỉ có giá trị về mặt kinh tế, cây cao còn giúp giữ nước, chống xói mòn đất, tạo môi trường xanh mát. 2. Cây sầu riêng. Giá trị kinh tế, sầu riêng là loại trái cây có giá trị kinh tế cao, đặc biệt khi xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Malaysia và Singapore. Nhờ hương vị độc đáo và giá trị dinh dưỡng cao, sầu riêng luôn được người tiêu dùng ưa chuộng. Giá bán của sầu riêng thường dao động ở mức cao, giúp nông dân thu về lợi nhuận lớn. Đặc điểm trồng, cây sầu riêng thích hợp trồng ở các vùng có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, đất giàu dinh dưỡng và cần chăm sóc kỹ lưỡng về phân bón, nước tưới. Lợi ích, ngoài giá trị kinh tế từ quả, nhiều ba con nông gian ra cho nên dai ra, da, cây sầu riêng còn cung cấp gỗ chất lượng cao, lá cây có thể sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền. 3. Cây cà phê Giá trị kinh tế, cà phê là một trong những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đặc biệt là cà phê Robusta và Arabica. Cà phê Việt Nam chiếm một vị trí quan trọng trên thị trường thế giới, mang lại nguồn thu nhập lớn cho người trồng. Đặc điểm trồng cây cà phê thích hợp trồng ở các khu vực có độ cao từ 500 đến 1.000 m, nhiệt độ lý tưởng từ 20 đến 25 C. Các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng là vùng đất lý tưởng cho cây cà phê phát triển. Tuy nhiên, Cây cà phê cần sự chăm sóc kỹ lưỡng, đặc biệt là về nước và dinh dưỡng. Lợi ích ngoài việc thu hoạch hạt cà phê, người nông dân còn có thể tận dụng phần bã cà phê làm phân bón hữu cơ, bảo vệ môi trường và giảm chi phí sản xuất. 4. Cây hồ tiêu. Giá trị kinh tế, hồ tiêu là một trong những loại gia vị được ưa chuộng trên toàn thế giới và là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Giá hồ tiêu biến động nhưng vẫn luôn ở mức cao, mang lại lợi nhuận đáng kể cho người trồng. Đặc điểm trồng, cây hồ tiêu phát triển tốt ở những vùng có khí hậu nhiệt đới, đất thoát nước tốt và giàu chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, cây tiêu rất nhạy cảm với sâu bệnh, đòi hỏi sự chăm sóc cẩn thận và có kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hợp lý. Lợi ích, ngoài việc thu hoạch hạt tiêu để xuất khẩu, cây hồ tiêu còn có tác dụng trong việc bảo vệ đất, giữ độ ẩm và hạn chế sói mòn trong các khu vực trồng trọt. Các loại cây này không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển đặc biệt là trong bối cảnh quốc tế hóa và mở rộng thị trường xuất khẩu nhu hiện nay